Chúng ta sẽ đến với cả cái khế kinh Annie nhá. Tôi không thể đọc cái tiếng dài được bởi vì cái tên này khó đọc quá. Các bạn dịch chuyển đến cái chỗ làng, cái chỗ điểm dịch chuyển mà các bạn bắt đầu ấy. Đấy, nó dễ hiểu đúng không? Sau khi mà đến đây xong nhá, thì các bạn sẽ nhảy xuống dưới này. Bởi vì tôi nhớ không biết các bạn có làm chưa, nhưng mà tôi nhớ mang máng là sẽ có một số bạn ấn nhầm và các bạn làm rồi. Đây, các bạn đến cái chỗ đúng lửa này, sẽ thấy ba cái ba con bé, ba đứa ở sa mạc ấy, nó đứng ở đây. Các bạn nói chuyện với ba đứa này. Sau đó là các bạn đi đến cái trụ này. Các bạn sẽ thấy một con tiên linh nó gặp các bạn và nó cho các bạn cái quả gọi là Kusava này. Đó. Sau khi mà các bạn có quả Kusava, các bạn hồi phục cái trụ thảo đấy. Sau đó các bạn ấn trụ thảo đấy để mở cái đường vào trong này. Sau khi vào trong này xong thì các bạn lại đi tiếp vào trong này. Các bạn nói chuyện. Ok, đến đây rồi. Các bạn sẽ nói chuyện xong, các bạn sẽ kích hoạt cái bay nhảy. Các bạn sang bên này, các bạn lại kích hoạt tiếp để bay lên trên này. Lên trên này thì các bạn lại dùng cái quả Vaxava đấy. À, quả gì đấy nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi. Cái quả vân vân và mây mây đấy. Để các bạn hồi phục lại cái trụ này. Kusava. Sau khi mà các bạn hồi phục xong thì các bạn sẽ kích hoạt nó lên. Ok, nhảy cái gì? Ở đấy. Thì nước có giảm xuống một bậc rồi đấy. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm sao mà giảm hết cái nước ở trong này ra ngoài. Rồi, các bạn sẽ kích hoạt cái trụ này lên như thế. Nước nó giảm đến bậc tiếp theo rồi đấy. Nhưng mà vẫn chưa hết thì phải. Hết chưa? À, sắp hết. Trước khi xuống các bạn nhớ kích hoạt cái bay bay kia nhá. Tôi lại quên không kích hoạt. Các bạn bay xuống thì ngay dưới chân các bạn, đằng sau lưng thôi. Đằng sau lưng cái nhà lữ hành của tôi đang này, đằng sau lưng của nó là nó sẽ có một bông hoa như thế này. Các bạn vào dưới gốc cây đấy, các bạn mở lên là xong. Còn tôi mẹ tôi tìm mất 30 phút. Sợ thật, tìm mãi không ra bông hoa. Ngu dã man. Đó, sau khi mà nói chuyện với bông hoa xong nhá, thì các bạn sẽ lại tiếp tục đi ra ngoài hang động này. Các bạn đánh mở cái này lên. Đó, rồi, các bạn sẽ bay lên trên này. Đi ra ngoài thì có mấy cái hoa hồi thể lực, thành ra là chúng ta đi là cũng khá là tự tin đấy các bạn. Cái cửa hang bị chặn thì các bạn sẽ lại phục hồi lại cái trụ này. Các bạn kích hoạt cái trụ này để mở cửa hang. Cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ siêu dài luôn các bạn. Nhiệm vụ siêu dài đấy. Ê ôi, kinh khủng lắm. Ok à. Loạn, lúc này tôi đang bị loạn số một tí các bạn ạ. Rồi đường khá là xa nên là các bạn sẽ tận dụng mấy cái bay bay ấy. Các bạn đi cho nhanh. Rồi đến đây thì chúng ta lại gặp ba cái đứa mà chúng ta gặp ngay lúc đầu để mở nhiệm vụ ấy. Đó, nói chuyện với nó xong thì nó sẽ rời đi và chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong sâu cái hang động này. Sau khi mà các bạn nói chuyện xong, các bạn kích hoạt cái bên cạnh nhá. Ok, bây giờ các bạn sẽ bay theo nó thôi. Bay theo nó để chúng ta mở mấy cái điểm, mấy cái trụ thảo ở dưới đấy các bạn. Đây, mấy cái trụ này. Rồi, nước lại giảm tiếp nhá. Các bạn đi lên trước một chút xíu, các bạn kích hoạt cái bay ở bên bên cạnh các bạn. Đây này. Rồi, ok. Các bạn bay sang giữa này để các bạn gặp bông hoa và nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong các bạn lại kích hoạt cái trụ này. Các bạn có thể bay lên nhá. Còn tôi thì tôi lại bay xuống. Bay lên bay xuống tùy để các bạn đi sâu vào trong hang ấy. Thì ngay bên tay phải của các bạn này, đó, nó có một cái trụ. Chưa kích hoạt thì các bạn lại kích hoạt cái trụ này lên để giảm cái mực nước xuống còn không. Rồi, nước đã rút hết rồi đấy. Bây giờ các bạn sẽ đi xuống dưới, ngay dưới chân của chúng ta thôi. Có ba cái phong ấn đấy. Các bạn giải trừ mấy cái phong ấn đấy là xong. Để tôi kích hoạt cái này lên đã để tí nữa bay về cho nó dễ.
Rồi, ba phong ấn thì các bạn sẽ không phải đánh cái này, đánh với cái cửa trước, mở cửa. Ok nhá. Mở cửa xong bây giờ các bạn sẽ phục hồi lại hai cái trụ này. Đây chính là cái trụ phong ấn đấy các bạn. Rồi các bạn sẽ chạm vào nó. Ok. Bên trong này thì nó cũng có phong ấn. Ok, các bạn phải clear quái đã. Sau khi clear quái xong các bạn lại phục hồi và chạm vào là xong. Chúng ta đã giải trừ xong phong ấn. Thì có hai thanh niên vào cản đường chúng ta đấy. Thì để con bé kia ăn trộm hạt giống của chúng ta. À, ăn trộm hoa đúng không? Nó chạy mất. Thì các bạn phải lưu ý một chút là chúng ta nhanh chân lên đuổi theo, quay về. Bay lên trên này. Bay lên trên này sau khi mà nói chuyện xong ấy, chúng ta thấy cái đứa trộm hoa của chúng ta xong á, chúng ta sẽ đuổi theo nó ra ngoài cửa hang các bạn. Đó, bị trộm rồi. Cửa hang ở bên này, cái chỗ bên trên ấy. Đó. Anh em sẽ bay theo cửa hang và đi ra ngoài. Chỗ này tôi đã phải hy sinh Kazuha nha các bạn. Kazuha chết tức tưởi bởi vì bom nổ cay đã mang. Các bạn chạy lưu ý nhá, đừng để nhân vật mình chết. Sau khi ra ngoài thì chúng ta lại bắt đầu là thương lượng để lấy lại cái vật mà con bé này nó trộm được. Sau khi mà lấy lại xong thì chúng ta lại tiếp tục chuỗi nhiệm vụ, đó là đi tìm cái con nấm là Aragaru đấy. Để tôi hồi sinh Kazuha cả. Vừa quả hy sinh anh dũng lắm các bạn. Các bạn không biết lúc đấy tôi hy sinh đến mức nào đâu. Bị bom nổ 5-6 quả nổ chết luôn. Ok, các bạn bay xuống dưới này. Sau khi mà các bạn nói chuyện với cả thanh niên Ara này xong nhá, các bạn sẽ đi sâu vào trong hang này. Chúng ta có một cái cơ chế mới để các bạn có thể mở cửa hang. Đó là cơ chế màu xanh lá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng cái màu xanh lá đấy để các bạn mở cửa hang nhá. Mấy con nấm ghẻ này. Clear luôn. Láo này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hang để đọc những cái ký tự cổ các bạn ạ. Đây là những ký tự rất là quan trọng. Nó sẽ liên quan đến nhiệm vụ cuối game đấy. Cuối game là một nhiệm vụ khá là cảm động. Và đây chính là cái dòng chữ mà nó liên quan đến cái nhiệm vụ đấy. Các bạn cứ đọc ấy. Để nhớ mấy cái ký tự lại cũng được. Sau các bạn đi tìm cho nó dễ. Các bạn đi sâu vào trong nhá. Đi qua mấy con đấm này. Để tôi giết đã. Ok nhá. Các bạn đi qua mấy con đấm. Các bạn sẽ thấy một cái đám đá như này. Các bạn lại giải đá này ra. Thì chúng ta lại thấy một cái dòng chữ nữa ở trên này. Rồi các bạn đi sâu vào bên trong. Thì trước mặt chúng ta các bạn thấy chưa? Đó. Có một cái kìa. Các bạn phải clear nấm nhá. Mấy con nấm này cũng dễ clear thôi mà. Nó giống kiểu con Hili Chun nhỉ? Sau cái giải xong các bạn leo qua cái cầu gỗ này này. Đó, đi qua cầu gỗ này thì trên đầu cầu gỗ các bạn sẽ thấy một cái nữa. Sau khi mà các bạn giải đố ở cái này xong thì các bạn sẽ thấy mấy con nấm ở trong cái tảng đá này. Các bạn chuẩn bị tinh thần đánh nó đi thôi. Ok. Sau khi mà các bạn đánh xong thì các bạn sẽ ấn vào để đọc nốt cái chú ngữ cuối cùng. Đó, xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi nói chuyện với cả thanh niên lúc đầu. Garu đấy hả? Đọc Garu nghe nó dễ đọc. Bây giờ thì các bạn đi ra ngoài hang thôi nhá. Mấy cái dương này các bạn có thể nhặt, có thể là không, tùy. Tôi không nhặt. Sau khi mà các bạn phá đá để đi ra ngoài hang xong nhá, thì các bạn sẽ gặp thanh niên Garu ở đoạn này. Đó. Thanh niên Garu này sẽ giúp cho chúng ta giải mấy cái cây vướng ở trên này ra. Thì các bạn sẽ bay xuống được một cái hang. Đây là cái hang tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đi.
Trong hang này thì các bạn cứ bay thẳng vào nhá, các bạn không cần phải để ý mấy con nấm đâu. Sau khi vào đến đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự lung linh lộng lẫy của cái hang này. Đó. Cây nó cuốn gần như là hết tất cả mọi thứ rồi đấy. Nói chuyện hơi lâu nhỉ. Sau khi mà nói chuyện xong thì các bạn sẽ đi xuống nhé. Cái lưu ý của các bạn, của tôi cho các bạn nhé, là bắt buộc các bạn phải đi theo con tiên linh, đuổi con tiên linh đi theo luôn, đừng bỏ như tôi. Lời khuyên chân thành, anh em đừng có bỏ tiên linh, hãy đuổi tiên linh đến đường cùng luôn nhé các bạn nhé. Con tiên linh chính là cái giải đố của chúng ta đấy các bạn ạ. Các bạn phải dẫn nó đi theo đến cuối cùng, đừng như tôi. Tôi là tôi dẫn con tiên linh đi được nửa đường tôi bỏ, xong rồi là tí tôi lại chạy lại một vòng luôn. Tí các bạn sẽ thấy cái trụ này này, cái trụ thảo này các bạn đánh để lấy một cái dương thôi cũng được. Còn tôi thì tôi đánh cái giải đố, tôi tưởng là mở được cái bí cảnh gì hay là cái gì nó hấp dẫn cơ, hóa ra là cái dương các bạn ạ. Nếu mà các bạn đang làm nhiệm vụ và các bạn không muốn làm cái này thì các bạn có thể là đánh bỏ qua mấy cái trụ này, sau mình làm sau cũng được. Còn tôi thì tôi lại đi làm xong lại để lấy một cái dương, dỗi thật sự. Cái các bạn quan tâm là cái phong ấn thôi, mình tìm đúng cái phong ấn thôi chứ không phải là cái dương thường như này nhá. Rồi tiếp tục đi theo con tiên linh, anh em cứ đi theo tiên linh là nó chỉ các bạn làm đủ tất cả mọi thứ luôn, thật. Bây giờ bắt tôi đến đoạn này là tôi bắt đầu bỏ qua con tiên linh rồi đấy, là tí tôi quay lại tôi bắt đầu tôi đi vớt vát tiên linh các bạn. Rồi phá đá ra thì các bạn sẽ có cái phong ấn ở ngay chỗ đoạn nước này, phong ấn 1 nhá. Rồi xong, bây giờ là tôi sẽ tiếp tục cái đường này, tôi đi ra ngoài. Các bạn mở cái trụ này ra để mình mở cái cửa ấy mà. Đó, cây nó đang cuốn cái cửa ấy, thì ấn cái đấy để mình mở cái cửa mình đi ra ngoài. Nó là một vòng ấy. Xong bây giờ các bạn sẽ đuổi theo con tiên linh số 2. Nó là con trước mặt các bạn đây này. Anh em nhớ nhá, tuyệt đối là đi cùng tiên linh nhá, đừng có bỏ như tôi. Xong tí các bạn chạy lại mất công dã man luôn. Đến cái đoạn này này thì các bạn sẽ thấy một cái viên đá ở đằng sau lưng ấy. Đoạn này tôi đang dùng mắt nguyên tố để tôi kiểm tra xem là còn cái gì phải giải không. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì cả, còn mỗi tảng đá này thôi, mình giải nốt cái này ra. Thì tôi bị đánh lừa bởi hai cái nấm. Sau khi mà bị đánh lừa xong thì chúng ta lại tiếp tục đi sâu vào trong. Nếu mà các bạn đi cùng với tiên linh ấy thì tiên linh nó sẽ dẫn các bạn đi qua tất cả mọi thứ luôn, nó dễ lắm. Chứ đừng đi một mình xong rồi là đoán mò như này rất là mất công các bạn ạ. Phải đi cùng tiên linh nhá. Cái này cũng chả có gì đâu. Đấy, bây giờ các bạn đi cái viên đây là cái viên này này. Nó mới có gì này. Đó. Sau đó các bạn ấn phong ấn số 2 nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ đi vào cái trụ thảo ấy để mở cửa đi ra ngoài thôi. Rồi đến lúc mà ra bên ngoài như này nhá. Đây là đến lúc mà tôi chạy ra bên ngoài như này này. Sau đó là tôi lên bên trên cầu thang, tôi nhìn thấy hai cái trụ ma bên cạnh ấy. Tôi phát hiện tôi chết rồi, tôi ngu rồi. Không dẫn tiên linh theo ngu rồi, thế là tôi lại phải chạy đuổi theo tiên linh. Đấy các bạn nhìn tôi chạy lại đuổi theo tiên linh, nó mất công không? Bố của mất công luôn. Cái này là tôi tua nhanh cho các bạn nhìn nó dễ nhá. Thực tế thì nếu mà các bạn đi cùng với tiên linh thì các bạn không phải chạy lại lần hai như tôi. Tôi vẫn hy vọng là các bạn đừng có chạy lại lần hai như tôi là được. Anh em để ý nhá, con tiên linh này nó dẫn mình đi qua nhiều thứ phết đấy. Đó, anh em thấy không? Nó dẫn mình đi qua rất là nhiều thứ và nó bỏ qua những cái thứ không cần thiết đấy. Đấy, anh em giờ nó những thứ giả dối là nó bỏ qua luôn. Xong rồi nó dẫn mình đến những cái cần thiết và mình đi ra ngoài. Đỡ bao nhiêu phần trăm thời gian trong khi mình tự khám phá, mình toàn gặp những cái nó ảo ma Canada đây. Sau khi mà các bạn giải cái phong ấn này xong, các bạn đi thẳng vào bên trong này nhá.
Bên trong này cũng có một con tiên linh và các bạn cũng lên đuổi theo con tiên linh nhá, đừng có mà bỏ như cái kia. Đây là tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi không bỏ đâu. Trời ơi, để tôi clear mấy con người máy cái. Mẹ tôi đã định tha cho nó rồi ấy, nhưng mà mẹ nó còn cố bắn tôi. Tôi clear xong cái là sau khi mà clear người máy xong ấy thì tôi có thử ấn cái con này vào cái cành cây, nó không có tác dụng gì cả. Các bạn bắt buộc là phải giải đố bằng cách là các bạn bắn vào cái đây này, mở khóa cái này ra xong các bạn bắn vào cái trụ thảo ấy thì nó mới mở cái cây ra. Đó, các bạn bắn vào trụ thảo. Sau khi mà mở cái cửa này xong thì các bạn lại tiếp tục đi theo con tiên linh thôi. Đây, đến cái đoạn này là mình phải bắt buộc phải đánh các bạn ạ. Các bạn phải đánh mấy con cần cầu di tích ấy. Sau khi mà đánh xong thì các bạn sẽ thấy một cái trụ đá màu xanh này này. Bây giờ các bạn giải cái trụ đá màu xanh ra. Đây chính là cái phong ấn cuối cùng của chúng ta. Rồi, chạm vào và bây giờ chúng ta ra ngoài để nhặt bông hoa này thôi. Tiên linh bây giờ thì nó cũng hết tác dụng rồi. Các bạn đuổi thì nó cũng mở cho mình một cái dương thôi. Nó chả có gì cả. Đến đoạn này mà các bạn ra bị vướng thì các bạn leo lối bên phải nhá. Đó. Sau đó các bạn ra ngoài. Quay lên bên trên chỗ bông hoa ấy. Sau khi mà các bạn nói chuyện bông hoa xong thì nước ở đâu đương dưng nó bắt đầu nó chảy vào ấy các bạn. Nó chảy vào, nó ngập tràn luôn. Chúng ta bị cuốn bay luôn ấy. Thì câu hỏi đặt ra ở đây đó là chúng ta có thể là lấy được dương khi mà nước nó ngập hay chưa, thì câu trả lời là có nhá. Vẫn các bạn vẫn quay lại lấy dương được bình thường, không vấn đề gì cả. Ra đến ngoài này thì các bạn sẽ mở cái điểm dịch chuyển lên nhá. Chúng ta quay lại cái rừng ban đầu ấy, cái rừng mơ đấy. Chúng ta sẽ đến với cả cái hang tiếp theo. Tôi bay qua rồi, đáng nhẽ tôi lên ấy ở kia luôn. Rồi, ở đằng sau mình ấy, đó, nó ngay dưới này này. Sau khi mà các bạn nói chuyện xong nhá, thì chúng ta sẽ lại trèo lên mấy cái cây nấm. Không biết cây là gọi là cây nấm hay là cây phát quang nữa. Nhìn giống kiểu lá thì là lá sen, thân lại thân phát quang như cây nấm. Tôi cũng chả biết gọi kiểu gì. Đi mất công lắm luôn ấy, cái cây đầu tiên đi mất công. Các bạn phải chạy bộ như tôi cũng được nhá. Anh em chạy bộ như tôi cũng được, rèn luyện thể lực tay. Đó, các bạn chạy hướng này này. Đến đoạn này các bạn vòng lên trên nhá. Đó. Vòng lên trên đoạn này thì các bạn sẽ có thể bay được. Nó có cái móc nối đấy, để các bạn bay một chút xíu. Đó. Đến đây rồi thì các bạn bay sang bên kia thôi. Rồi, đến rồi đây các bạn. Thì cái hoa này lại bị phong ấn và chúng ta sẽ tiếp tục giải phong ấn thôi. Nhưng mà lần này là giải ở cái chỗ quang đãng chứ không phải trong hang. Chúng ta có 3 cái và chỉ dẫn là chính là cái đường nguyên tố thảo đấy. Các bạn đi theo là được. Cái đường đầu tiên này cũng hơi mất công nhá, leo núi là mất công phết đấy, đùa đâu. Kích hoạt cái này lên này. Rồi. Ok nhá, bây giờ leo thôi các bạn ạ. Tôi tìm xem là có nào bay lên nhưng không tìm được. Thôi leo thôi. Cuộc sống mà, lên rèn luyện tí thể lực tay. Tí này, đoạn này tí tôi mất thể lực tôi chết đấy các bạn. May quá mà leo lên kịp. Đến đây thì các bạn sẽ dùng cái quả cầu ấy. Các bạn cho nó lổi lên, cho cái đóa sen ở dưới nước nó lổi lên. Nhưng mà trước khi lổi lên tôi clear quái đã. Mấy con mặt lông bắn tôi các bạn. Rồi bây giờ cho nó lổi lên. Sau khi lổi lên thì các bạn có thể nhún cái bàn nhún ở bên cạnh, các bạn bay ra cũng được. Còn tôi Kazuha là tôi ấn E phát tôi ra thôi. Phong ấn 1 xong nhá. Chúng ta lại tiếp tục đi hai cái phong ấn tiếp theo. Mấy cái này các bạn không cần phải có Kazuha để bay ra đâu. Bởi vì nó đều có những cái, thứ nhất là bàn nhảy, thứ hai là cái dây kéo để các bạn đi ấy mà. Anh em nhớ dạ bắn cái này nhá. Bắn cái này, đó, bụp, tôi bắn trượt. Đợi tôi CD cái, đấy, anh em kích cái này lên thì nó sẽ có cái dây sang bên kia. Rồi, đến đây các bạn clear quái đi. Sau khi clear xong thì các bạn lại dùng quả cầu. Các bạn bắn vào cái đấy để cho nó nổi lên.
đoá sen ở dưới nước ấy. Nổi lên xong các bạn ấn vào cái dây các bạn đu sang. Còn tôi Kazuha tôi lại tiếp tục e thôi. Phong ấn số 2 xong nhá. Phong ấn số 3 nó đơn giản cực. Các bạn chỉ cần bay theo mấy cái dây là các bạn đi qua. Chỉ là lúc bay các bạn sẽ ăn được hai cái thảo thần đồng. Hơi tiếc một chút. Đó. Các bạn bắt buộc phải ăn mà. Nó để cái đấy để kích hoạt dây thì nghe mình bắt buộc phải ăn đấy chứ. Tôi cũng muốn là để đến khi mà loot thảo thần đồng thì tôi sẽ ăn sau, nhưng mà không kịp các bạn, vẫn phải ăn. Đây là trong này có một cái là tí nữa các bạn cũng phải ăn luôn này. Thành ra là hai cái thảo thần đồng này là bắt buộc tôi bị ăn đấy chứ không phải là tôi muốn ăn đâu nhá. Bên này là giải đố, đầu tiên thì các bạn sẽ cho cái đấy nó nổi lên. Rồi cho đó sen nổi lên xong bây giờ các bạn sẽ đi nhặt cái đây này. Nhặt cái hạt giống thảo này, các bạn dùng một con nhân vật hệ cung. Các bạn bắn vào mấy cái quả cầu xung quanh ấy. Có 3 cái thôi mà. Trọng kích ấy. Ok, 1 nhá. Các bạn nhớ là bắn trọng kích nhá, đừng bắn thường. 2 nhá. Đây cái cuối cùng này. Rồi, giải đố xong rồi các bạn. Bây giờ mình quay ra mình lấy cái đấy đó, mình giải phong ấn. Bắt buộc cái này phải ăn nhá. Cái thảo thần đồng ấy. Cay thật. Sau khi mà các bạn đã ăn cái đấy xong thì các bạn sẽ lại bay ra bên giữa đấy. Có đường bay ra mà. Nên là khá là dễ. Các bạn đến lấy bông hoa. Thật ra đến nói chuyện với hoa. Sau khi mà nói chuyện với hoa xong thì chúng ta sẽ quay trở lại khu vườn nhỏ của thanh niên Naga Aranaga. Nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó xong thì chúng ta sẽ gặp được nó yêu cầu là khoảng 23 giờ các bạn quay lại thì các bạn chỉnh cái giờ đến 23 giờ. Rồi cái đoạn này nó sẽ có một cái đoạn cutscene ấy, đẹp phết các bạn. Các bạn xem nhá. Sau khi mà các bạn lấy được cái linh dịch ấy xong thì các bạn cứ nói chuyện với ba con này trước. Đó, các bạn sẽ nói chuyện với ba thanh niên này. Sau khi mà các bạn nói chuyện về linh dược xong ấy thì các bạn sẽ lên ngay bên trên đỉnh đầu ấy. Tôi tưởng xa lắm, tôi bật map tôi xem. Nhưng hóa ra là cũng ngay trên đỉnh đầu nhà mình. Đó. Thì ngay trên đỉnh ấy nó sẽ có một cây gọi là cây sen nấm đi. Tôi gọi là cây sen nấm cho nó dễ gọi nhá. Bé tí ở đây. Đây là cái cây bé tí ở trên đầu mình. Đó. Các bạn tưới linh dịch vào nó trở thành một cây khổng lồ các bạn. Siêu to khổng lồ. Úi giời. Chưa xong đâu, dài lắm. Mẹ. Các bạn nghĩ nhiệm vụ này đơn giản, dài vãi cả đái luôn. Rồi, sau khi mà các bạn có cái quả gọi là X3 đấy, các bạn sẽ bay theo cái nhánh cây này nhá, các bạn đi xuống dưới. Đi xuống dưới này thì nó sẽ có một cái hướng dẫn cho các bạn dùng cái quả X3 đấy kiểu gì. Đây là cái lõi này. Đến cái chỗ đoạn cuối cùng rồi đấy, phần cuối của nhiệm vụ rồi đấy. Đấy, có cái quả X3 màu ấy, màu đỏ, màu vàng và màu xanh ấy, thì bên cạnh nó cái trụ để các bạn luyện tập. Cái trụ này này. Các bạn có thể đổi màu bằng cách là đầu tiên gắn cái quả vào nhá. Lúc đấy tôi đang ấn Z liên tục ấy. Đây tôi đang ấn Z liên tục nhưng phát hiện không ấn được. Xong rồi tôi phải trang bị lại cái quả đấy, tôi ấn Z và đổi lấy E để đổi màu nhá các bạn nhá. Ấn E để đổi màu. Đó. Kiểm chứng các thứ. Tôi luyện tập xong là tôi hiểu rồi là bắt đầu đi giải đố các bạn. Thật ra cái này giải đố nó cũng không khó lắm, chỉ là cái tử vực của nó thì nó hơi xa thôi. Ba cái nhánh tử vực nó hơi xa một chút nên là nó bị ngu ấy. Đây đến cái này nhá, thì các bạn sẽ dùng cái hồi phục ấy, có một cái loại hồi phục là màu vàng hay sao. Tôi về chuyển, nói thật đến bây giờ tôi ngồi đây tôi làm video các bạn rồi nhá, mà tôi vẫn không nhớ nổi là cái màu nào nó dùng để làm cái gì. Tôi chỉ ấn bừa đổi ba màu, màu nào được thì được, thế thôi. Đơn giản mà. Ấn vào xong nhá, thì các bạn sẽ mở được một nhánh. Cái này nó hay ở cái chỗ này là các bạn giải đố không cần phải đụng, không cần phải đau não nhiều đâu. Nó có chỉ dẫn ở dưới đất đấy. Các bạn nhìn thấy không? Thì có cái mũi tên ấy. Cái mũi tên nào sáng thì các bạn đi theo hướng mũi tên đấy là đến cái chỗ để mình giải đố. Hay phết, tôi thấy cái này là một trong cái mà nó hay. Dành cho người như tôi.
Rồi, trong lúc các bạn giải đấu nhé, sẽ có mấy quả bom ở trên đỉnh đầu nó rơi xuống ấy, các bạn để ý né một chút, không toang ấy. Đây là tôi vừa mới phát hiện ra cái bí mật là cái mũi tên đấy các bạn, nên tôi ra tôi chỉ các bạn. Rồi xong, chúng ta sang bên kia. Các bạn đi theo đường dây leo này cho nó dễ nhá. Còn tôi có Kazuha nên là tôi bay luôn cho nó nhanh. Rồi cái số 2 này, thì cái đầu tiên này các bạn có thể là phá luôn được. Ok. Anh em để ý cái mức tử vực ở trên người nhá. Nó nhiều quá là các bạn phải bật cái núm lên để các bạn mở ra nhá. Giảm cái tử vực trên người đi nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái mũi tên số 2 ấy. Các bạn sẽ sang bên đằng sau này, cái chỗ cái vùng nước. Thì chúng ta lại dùng cái quả cầu, chúng ta bật cái hoa sen ở dưới nước lên. Màu xanh sai rồi. Màu vàng. Màu đỏ. Đó, các bạn bật cái hoa sen dưới nước, các bạn lấy xong cái phong ấn số 2 nhá. Bây giờ các bạn quay trở lại dùng cái giống thảo này, các bạn phá cái tử vực đi. Đó, bên kia thì nó cũng đơn giản thôi. Thật ra sau hai cái này tôi nghĩ là các bạn cũng đã hiểu quy luật rồi, nên là nó không khó lắm. Cái số 3 là các bạn sẽ bay theo cái đường dây leo đi cho nó nhanh. Để tôi clear con quái đã. Rồi xong. Cứ clear đi xong rồi mình giải đố cho nó yên tâm các bạn, đỡ chết. Bên này thì các bạn lại dùng cái màu đỏ, các bạn bật nó lên. Cái kia thì các bạn dùng cái hàn gắn lại, các bạn gắn lại là xong. Các bạn cứ đổi ba màu nào được thì mình dùng. Đó, màu xanh là sai nhá, màu vàng các bạn. Mấy quả nổ lẫn gây đam ấy, đam đau phết. Bây giờ thì chúng ta xuống dưới, các bạn sẽ phải đánh ba con boss này nhá, quái nhiều lắm. Nên là các bạn hãy trang bị đội hình mạnh mạnh một tí. Sau khi mà đánh xong ấy thì các bạn sẽ phá cái nhụy hoa cuối cùng, cái trung tâm của nó. Rồi xong, cây cối đã phục hồi, màu xanh đã quay trở lại. Ok, đến cái bước này thì chúng ta sẽ lấy nốt cái dương siêu cấp ở trong này này. Sau đó là các bạn sẽ bay lên trên, nói chuyện với cả ba thanh niên kia và kết thúc cái chuỗi hành trình của chúng ta. Xong các bạn, đến đây là chúng ta gần như là kết thúc cái nhiệm vụ rồi đấy. Nó cũng chả có cái gì giải đố rồi, chỉ có nói chuyện thôi. Đó, xong rồi đấy. Chúc tất cả các bạn thành công nhá. Nhớ để lại cho bảy xin một like và đăng ký kênh nha. Thank you anh em.